cung cấp giống cho họ thì với giá cả như thế nào chứ hàng? Giá cả con giống bây giờ thì theo quy định là dê, mà dê bình thường là cũng là 170-180 rồi. Có khi là tùy theo, ví dụ như là 170 thì con thì từ tầm cỡ 15 kg trở lên. Còn ví dụ 12 kg thì bán đến 180. Bởi vì nó còn nhỏ thì mình bán nhỏ, giá nó cao hơn chút. Thì giá nó hơi cao một xíu. Cỡ 15 kg trở lên thì nói chung là từ hầu giờ chú cũng quán đều đều để cho bà con nuôi thôi. 170-180 kg để là chọn con giống đó. Thì riêng cái là nuôi con dê so với là có con vật khác thì giá trị kinh tế con dê thì nó rất là hiệu quả. Hiệu quả hơn có là bò, trâu hay là có vật nuôi khác. Bởi vì con dê là nó ăn ít mà nó rất là dễ nuôi. Nó ít cái bệnh đó. Bệnh dịch cho nên là mình dễ nuôi. Dịch bệnh rồi thì nó ít hơn trâu bò. Ít hơn nhiều. Xin chào mọi người. Vị trí mình đang đứng đây là xã Tâm Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây thì có hồ Phú Ninh, cảnh quan rất là đẹp. Tuy nhiên hôm nay thì mình không đưa mọi người đi tham quan, mà mình đưa mọi người đi đến thăm ngôi nhà của chú Sơn, một hộ sản xuất nông nghiệp giỏi của huyện Phú Ninh. Chú có mô hình chăn nuôi dê rất là hiệu quả kinh tế, mà hôm nay thì mình muốn được chia sẻ đến mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào tham quan cái mô hình chăn nuôi dê này. Rồi xin mời mọi người. Dê này mình nuôi được lao cho chú. Thời gian chú bắt đầu nuôi dê là thời gian được bao nhiêu năm rồi chú? Năm nay là năm thứ năm rồi đó con. Mà sau dê mình nuôi là mình không thở dưới đất, mình khi mình phải nhốt, mà mình nhốt trên cái sàn gỗ này chú hàng. Bởi vì con dê là nó không thích được cái không chịu hơi đất. Không chịu cái hơi đất cho nên nó dễ bị gây ra cái chướng bụng thì hơi nó không thích ở cô đó, với lại nó thích sạch sẽ hơn. Chứ nó không thích dơ. Là nghĩa là khi mình thở ra ngồi ăn đi hơi đất là bình thường, nhưng về tối ngủ là mình phải làm ở trên cái sàn này hả? Ai ngủ là hắn phải ở trên sàn với nằm, chứ còn nó mà nó ngồi là nó đứng thấy chứ nó không nằm. Nằm trên đó rồi đất là nó không có nằm. Mình chia là từng khu, từng ô nên mình nuôi là mình chia ra để là mình dễ chăm sóc. Từng phần đó. Nhưng mà có cái là bây giờ nó ở lộn xộn hết đi đây, chứ đúng ra hắn là lớn ra lớn, nhỏ ra nhỏ hết. Mục đích hết. Đôi lúc mình hồi thỏa lộn xộn đi, chứ còn bây giờ đáng lý ra mình phải chia từng chuồng là nhỏ riêng ra nhỏ lớn ra lớn. Có phần hết rồi đây, nhưng mà mình chưa đâu có tách ra. Hồi là mình phải tách ra để cho nó con lớn là nó đi ăn xóa. Còn con nhỏ là nó ở trong khu vực của mình đây. Nó ăn, nó sinh hoạt rồi đến khi mà lớn thôi. Nó không chịu. Đến khi bón rồi là nó mình ít cho nó đi xóa. Nó đi nào cũng khu vực của mình nè. Dê này là bây giờ mình nuôi là thời gian khoảng bao nhiêu là nó cho sinh sản, cho nó ra sinh sản của là quy luật của hắn là từ thì theo như dê mình là cũng dẫn le cỏ đi là quy luật là hắn là cỡ là 6 tháng là 7 tháng là hắn có bào rồi. Hắn chịu được rồi, cứ là 5 tháng sau là hắn để là đúng y là cỡ 12 tháng là hắn từ nhỏ lớn là 12 tháng là hắn sinh sản. Tính con dê nó cũng lớn mà thời gian nó sinh sản được chứ là ngán cái gì. Nam thì bây giờ đào sinh sản con thì bây giờ cũng tính ra cũng cái thời kỳ mà nó sinh ra và có bào thì tính ra cũng nhanh nghe. Nhanh chứ em, nhanh chứ. 6-7 tháng thôi. Nếu mà nuôi chất lượng là dê đó là 20 mấy ký rồi đó. Bữa là 23 ký nữa lên là như mình ra cỏ đây. Cho nên giống dòng dê mình là dê nó tự nhiên. Cho nên là nó chất lượng. Tổng đoàn của chú bây giờ hiện tại là khoảng được bao nhiêu con nè chú? Tổng đoàn của chú là nay là hơn 100 rồi đấy. Nhiều ghê. Là chú khi chú nuôi ra lớn lên thì bây giờ vừa cung cấp dê thịt cho người dân và con giống cho người dân này hả chú?
Đúng rồi, mình giờ là dê thịt và con giống là mình hiện nay là mình đang đào tới con giống để đi ra là cũng hơi mạnh đây. Yeah. Hiện bây giờ là đúng ra là hắn là cỡ 50 con đẻ là một năm mình có thể ra cỡ 100 mấy chục con rồi. Yeah. Xin phép chú là chú có thể là chú cho số điện thoại, ví dụ như ai nó xem video này mà biết có nhu cầu về nuôi dê hay dê giống hoặc là nuôi mua dê thịt chứ, thì có thể liên hệ với chú có thể là đọc số điện thoại của chú cho mọi người biết được không ạ? Có chứ, chú điện thoại của chú cũng có, nhưng mà hắn là 036 844 3744. Dạ. Facebook cũng có của chú, cũng nói là Facebook của chú là gì chú? Sơn Nguyễn. Dạ. Giới thiệu mọi người, đây là cái mô hình nuôi dê của chú Sơn ở tại Tông Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam nha mọi người. Đây là cái mô hình nuôi dê mình thấy rất là quy mô rất là lớn và rất là hiệu quả kinh tế. Mọi người ai có nhu cầu về tham quan hoặc là tìm hiểu về mô hình nuôi dê thì có thể liên hệ với chú Sơn. Số điện thoại chú Sơn vừa đọc trên video đó. Mọi người có cần có thể là liên hệ qua điện thoại hoặc có thể đến trực tiếp cái trang trại này để tham quan. Hôm nay thì mình cũng rất là may mắn được tham quan cái trang trại này. Qua bên kia, mình rất đi qua bên kia nên chị đó, bước vô đó, bước qua ngõ qua bên kia để mình cho mấy con có con mấy con giống nó con không được giống rồi đó. Mình mới tao ai cho mấy con nữa là con. Con đi sao? Con đây là tất đi ô nhỏ là gì đây? Hay. Mình có ô lồng ô nhỏ. Ô là để khi nó sinh sản, nó sinh sản là nó đẻ ra là mình tách tiên ra để cho nó để cho nó cho con cho nó con là, còn cho chăm sóc con á, chăm sóc con. Dạ. Cho nó không có đi ra để mát chân mát đồ. Dạ. Nghĩa là mình tách ra khi mà con nào sinh sản thì cho mua nhỏ này. Cái dạng như này là anh qua đây hai con giống con đực này. Dạ. Vừa rồi là anh mới tha một con mà anh chưa đi kiếm về được. Dạ. Bây giờ là hắn nằm ở đâu rồi đây, anh thấy con này là con le bò anh mới đem về đây. À, dạ. Đấy, đây là giống như dê là con dê này gì là đó? Con le bò đấy. Dạ. Le bò là giống đẹp lắm á. Dạ. Con này mới có 16 tháng đó mà đến là 45 kg rồi đó, mà con rất là đẹp bò. Con rất là đẹp. Dạ. Mà anh ra chú có một con giống đẹp lắm mà chú sợ nó trùng huyết nên chú mới vẽ đây. À, chú nghĩa là sợ trùng huyết nên chú vẽ con giống đó, bây giờ chú kiếm được con giống khác à? Trừ chú phải kiếm thêm một con nữa mới đủ đoạn dê của chú. Nghĩa là gần là 50 con đẻ thì phải được hai con giống thật tốt. Dạ. Để là mình tách ra hai phần, một phần con đực bên đây, một phần đực bên kia. Đến khi mình biết được cái con nào là giống của con nào là mình tách ra. Dạ. Để cho nó phối để mình ra giống được. Cái này mới có mấy tháng mà nó ra dê giống đẹp nè. Mới có dê ra là dê đẻ ra được nuôi được mấy tháng nè, mới mấy tháng nè. Đẹp ghê hiền, dê dễ thương thiệt quá. Tại này cái con dê đó mà con dê mà chú đoan dễ con được mất rồi đó. À, con này là mới có con của con dê đó có hả? Có năm tháng mấy mà nó đến 23 kg rồi đó. Dạ. Cho nên nó to mà nó già mà nó đẹp lắm. Mình nuôi dê như vậy là thức ăn của con dê là cái gì chú Hè? Chú ý chứ ít cỏ rất chưa thôi, cỏ dai rồi đó. Còn dạ, nó cũng ăn thêm thức ăn phụ phẩm nữa, nhưng mà mình trừ điều kiện thế này thì mình đầu tư vô nhiều thì nó cũng tốn kém, với lại nó cho xôi nên là chú cũng đầu tư rất là ít. Cơ bản là ăn chữ lá cây hả? À, chứ vẫn là nó ăn là dai cỏ hả? Dạ. Nghĩa là mình nuôi về chó nghỉ trên chuồng đây thôi, nhưng mà khi chó ăn là mình thở ra núi cho ăn chứ à? À, đi ăn là cho chú thở ra. Dạ. Nhưng mà giờ đó có con nước đó vừa đầu tiên đó dưới kia đó nó hỏi đó, là nó định thay con giống đó, chứ kìa tiếc quá, chứ kìa thôi nếu bón được thì em bác lại con giống nó về nuôi. Chứ con nước là mới có mấy tháng ấy, năm nay là bữa nay là mới 4-5 tháng. Con mẹ chưa đẻ lẻ mà bữa nay nó 20 mấy kg rồi mà đẹp lắm. Cái đẹp ghê. Dê này bây giờ người ta họ nhu cầu họ mua con giống thì họ nuôi chú. Bây giờ mình chú cung cấp con giống cho họ thì với giá cả như thế nào chứ hả?
Giá cả con giống bây giờ thì theo quy định là hắn là dê, mà dê bình thường là cũng là 170-180 rồi. Có khi là tùy theo, thí dụ như là 170 thì con thì từ tầm cỡ 15 kg trở lên. Còn thí dụ 12 kg thì bán đến 180. Bởi vì nó còn nhỏ thì bán gió nó to hơn chút thì gió hơi cao xíu. Còn nếu mà con lớn hơn thì cỡ 15 kg trở lên thì nói chung là từ hồi giờ chú cũng quán đều đều để cho bà con nuôi thôi. 170-180 kg để là chọn con giống. Đó. Ê, mọi người thấy dê hấp dẫn không ạ? Quá trời là dê luôn. Con này, mọi người con này cũng đào bật lộn, đào bụng. Tăng ơi, lẹ giới thiệu mọi người, đây là chú Sơn, chủ của cái trang trại chăn nuôi dê nè mọi người. Dê này hàng ngày là mình thở ra rồi cho nó ăn một cái tự nhiên hả chú? Tự nhiên. Hắn là mình thở một buổi thôi. Bởi vì cỡ 1-2 giờ mình thở thôi. 12 giờ 1 giờ mình thở không được. Không, ông nghe nói à. Thì nó ăn thì thời gian cỡ mấy tiếng đồng hồ là no thôi, tự ăn trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi. Dạ. Thức ăn của đó là chủ yếu tất cả chủ yếu là cỏ, các lá cây, các loại. Anh Cương. Nè, Đăng ơi. Anh tao dưới lòng lên trên đầu anh em. Với mình ở đây là mình thấy cái này chắc là mình nuôi số lượng nhiều như thế này thì bây giờ cái diện tích của chú đó, diện tích đất của chú nhiều không chú, cần phải nhiều không chú? Chú cũng không con thì cỡ bao nhiêu diện tích đất mình nuôi được hả? Diện tích đất thì theo mình trồng cỏ, chứ còn không trồng cỏ thì mình tự nhiên thì nó cũng rộng thì nó thì tốt nấy. Còn nếu như mà không có diện tích lớn thì không có thì mình phải nuôi trồng cỏ rồi đi chặt lá thôi. Không à, không rất đa nhiều thì cũng nói vấn đề, nhưng mà vấn đề với đồ số lượng dê như vậy thì bây giờ mình cần phải diện tích tối thiểu là bao nhiêu á để mình nuôi được á, chứ còn bây giờ đất thì nó thì như cỏ thì có cỏ thì biết nuôi diện tích đủ á, nó ngào không tỏ đâu và tràn tràn nó to đó vùng này đó trang thấy to mình qua đây chỉ nổi đây thì chỉ nổi chỗ ở đây cỏ không tỏ bên đây ví dụ như đang phá cái mà tỏ à, nghĩa là đi xây quần như vậy thì đang tỏ này có tỏ thì chỉ những em đúng rồi, chứ còn 100 hecta một ngã đi chỉ thấy được đây hết, nhưng mà ấy là phải hắn ăn là một ngày là cỡ khoảng hát to là nới chứ mấy cỡ hát to cùng với mấy, có vấn đề là cỏ lấy từ chiên để ăn đủ ít nhất phải là 15 ngàn đến 20 ngàn mới nứt có được. Đó đi chứ. Hắn là đủ lọ, cũng ăn hết. Bữa nay ăn chê cái này, nhưng mà nó ngầm me lãng là ăn cái này. Ăn thứ khác, hai chứ không phải lẫn ăn một thứ đâu. Nó là nó ăn đủ lọ nó hết. Là cỏ không ăn nè. Cỏ ăn hết. Ăn cỏ kinh lắm, ăn như bò đó. Mấy cỏ vôi rồi nữa đó, cỏ vôi, cỏ đồ nữa, ăn gì vậy? Nhưng mà lúc mà chiều lại về hoặc là đi đỏ rồi xí là bắt đầu mới gặm cỏ ha. Dạ. Vậy thì vậy là leo núi tốt hơn cỏ. Rồi nó đi đó. Anh thấy trên đồi nữa không? Nó trèo nó leo nữa, nó ưng lắm. Nó nhiều thì chắc tốt hơn. Trời, thì nói chung là số 1 rồi.
dê mình là quá là dê chất lượng mà. Dạ. Dê mình là y con gò mà mình nuôi đi núi thì nó đi được. Dạ, y gò thọ vương đấy. Thọ vương đấy. Là vương đấy. Quá 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 thiệt là. Thịt ngon nữa. Quá 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 chất lượng nè. À, hình như một trăm con đi thì bây giờ chắc cửa nếu như phải chăn nuôi hàng ngày thì cửa một người chăm sóc được không chú? Nói chung là một người thì không chăm sóc thì bình thường mình phải đi coi ngó rồi đi bảo vệ chứ không sợ là chó rồi đó thôi. Dạ. Yeah. Nó cũng ảnh hưởng đến cái trồng trọt của người khác nhé. Ví dụ như mà mình phải được hai người ba người chứ còn một người thì không được. Yeah. Bởi vì trừ là trang nuôi là nó cũng phụ thuộc vào làm kinh tế mà mọi yeah. người đều làm kinh tế cho nên mình nuôi dê thì người ta còn trồng trọt cho nên là mình phải bảo vệ với nhau. Nó ăn nó ảnh hưởng đến đúng cái, rồi cái màu của người khác đúng rồi phải bảo vệ cho yeah. nên là mình phải có người yeah. chứ còn nói vì không có người thì không được. Yeah. Thưa chú Sơn, hồi nãy giờ thì cũng rất là may mắn được hôm nay được đến tham quan cái mô hình chăn nuôi dê của chú. Thật sự ra thì hồi trước giờ bản thân con biết đến cái mô hình người ta chăn nuôi trâu bò là nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên được tham quan cái mô hình chăn nuôi dê. Thì sáng nay thì chú có thể là chia sẻ cho mọi người biết là chăn nuôi dê như vậy nó có khác gì với chăn nuôi trâu bò. Nói chung là mình chăn nuôi dê thì nó có phần là khỏe hơn nuôi trâu bò. Bởi vì trâu bò là nó ăn số lượng nó ăn quá nhiều. Còn con dê là nó ăn ít thôi. Yeah. Nhưng mà dịch bệnh này nọ thì so với con dê thì nó cũng rất là ít. Yeah. Và cái đau ốm bệnh tật của hắn thì cũng ít lắm. Yeah. Mà nó dễ, nó có ảnh hưởng thì nó cũng dễ trị. Yeah. So với con dê. Cái hồi nãy giờ thấy cái đàn dê của chú rất là lớn thì chú chăn nuôi dê nên được thời gian lâu chưa chú? Chú chăn nuôi được 5 năm rồi. Yeah. Nhưng mà cái với điều kiện hồi trước kia là chú cũng mới mua có mười mấy con mà 10 con nhưng mà 50 triệu bạc. Yeah. Nhưng mà nói chung là chú nuôi tôi thấy nó phát triển quá nhanh. À, chú có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết là cái chú chăn thời gian chăn nuôi dê cũng đã lâu như vậy rồi á, thì cái giá trị kinh tế khi chúng ta nuôi dê nó như thế nào ạ? Rồi đầu tiên cái là nuôi con dê so với là có con vật khác thì giá trị kinh tế con dê thì nó rất là hiệu quả. Yeah. Hiệu quả hơn có là bò trâu hay là có vật nuôi khác. Yeah. Bởi vì con dê là nó ăn ít mà nó rất là dễ nuôi. Yeah. Nó ít dịch bệnh lắm, bệnh dịch cho nên là mình dễ nuôi. Yeah. Dịch bệnh nuôi thì quá đó, ít hơn trâu bò nữa. Ít hơn nhiều. Yeah. Nhưng mà nó có ảnh hưởng thì cũng dễ trị. Yeah. Bởi vì giờ nó có thuốc mang với lại theo cái trang nuôi bây giờ là nó về cái khoa học thì nó ít mình dùng cái nội bên cái mà thuốc nôm là nhiều. Yeah. Bởi vì nó con vật nó tự nhiên mà nó dùng theo thuốc nôm. Nghĩa là khi nó vật bị bệnh là mình sử dụng thuốc nôm để mình chữa bệnh nhé hả? Yeah. Bên dược là nó không có thành thuốc nôm. Yeah. Nôm là chất lượng lắm. Một vấn đề nữa nhờ chú trao đổi với mọi người là vấn đề thấy cái đàn dê của chú thì nó rất là lớn. Tuy nhiên là bây giờ những hộ gia đình họ chưa có điều kiện, họ muốn phát triển lên từ đầu á, thì họ có thể là nuôi với số lượng nhỏ vài ba con để họ nhân giống lên được không chú? Được chứ, rất là tốt chứ. Bởi vì trong cái vấn đề chăn nuôi dê này thì mình cứ làm đơn giản như con heo với lại con dê thì mình thấy tính ra con dê nó lợi hơn con heo nhiều, rất là nhiều. Yeah. Bởi vì con heo là với con dê, bởi vì con heo là nó dịch bệnh nó nhiều rồi nó không có ổn định về cái giá cả. Yeah. Chứ con dê thì nó hiệu quả, chất lượng hơn nhiều. Yeah. Và nuôi con dê thì mình thấy nó khỏe hơn. Yeah. Con sát con thừa cũng khỏe mà nó ít có tốn kém. Về một người dân nếu như bây giờ muốn chăn nuôi dê á, thì người dân đó thì bây giờ người nông dân đó phải chuẩn bị cái khâu chuẩn bị là gì, như chuồng trẻ là phải chuẩn bị như thế nào, rồi mình... rồi con giống mình phải như thế nào chú có thể nói chia sẻ được không ạ? Thì đơn giản thôi, với chuồng trẻ bây giờ mình làm cũng gọn thôi, làm như cái chuồng heo hoặc cái chuồng bò cũ hoặc cái chuồng heo cũ là mình có thể là mình gót cái đò rồi mình làm cái giọt bằng cây. Nói chung là mình nhất. Phải cách cái sòn lên, cách sòn lên cỡ 1 mét trở lên. Yeah. Để gì nó thông thoáng, khí hậu nó tốt thì con dê nó không có bệnh tật. Bởi vì cái con dê nó rất sạch sẽ. Yeah. Nó ăn có cái loại ăn gì nó cũng ở sạch sẽ đó, nó không có ăn dưới đất.
cho nên mình phải để cho nó con. So với trâu bò thì chắc lẽ là dê này nó hiệu quả kinh tế hơn nhiều chứ hả? So hiệu quả hơn nhiều. Bởi vì nếu như một con trâu bò hoặc cặp trâu bò thì một năm thì mình nuôi con dê một năm thì cỡ 4-5 con dê thì nó sinh sản ra thì nó sẽ chất lượng hơn con bò trâu nhiều. Dạ. Rồi xin cảm ơn chú rất nhiều. Chúc cái mô hình của chú ngày còn phát triển nhiều hơn nữa hả? Dạ.